Tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ tất cả các bộ phận của cây sen đã được tận dụng và chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau. Từ dưa chua cây sen đến trà lá sen và cá chỉ tơ sen. Có lẽ phần còn chưa được khai thác và chế biến nhiều hiện nay là phần vỏ gương sen bỏ đi thế này. Chính vì thế mà khi còn là sinh viên đại học, chị Ngô Ngọc Anh ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã cùng một nhóm bạn thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học khiến nhiều người phải bất ngờ là biến gương sen thành nhang. Bởi theo nghiên cứu, hàng năm có khoảng 6.000 tấn vỏ gương sen bị bỏ phi đi. Dạ, bắt đầu là từ em nêu ý tưởng này là từ những năm cuối đại học. Đó là vì em có nghiên cứu về chuỗi giá trị sen Đồng Tháp và thấy rằng cái phần vỏ gương sen của mình hiện tại là đang chưa có được sử dụng triệt để, trong khi cái sản lượng thì rất là lớn. Nên là em cũng nghiên cứu tìm tòi để làm một cái sản phẩm gì đó về sen để giúp cho quê hương. Thì trong lúc đó thì có thêm cái vấn đề về nhang hóa chất đang được truyền thông rất là nhiều, mọi người nói về cái sự độc hại của nó. Thì tổng hợp ba cái vấn đề mà mình nhận thấy, mình thấy được á, thì em bắt đầu làm nghiên cứu và làm tìm ra nhang, làm sản xuất ra được nhang. Ban đầu Ngọc Anh cùng nhóm bạn hoàn thiện ý tưởng này thành một dự án trên giấy, tham dự cuộc thi khởi nghiệp mở rộng cho sinh viên do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giải nhì sau cuộc thi này đã cho các bạn thêm nhiều tự tin về ý tưởng của mình. Thế là từ năm 2017, Ngọc Anh đã bắt tay vào sản xuất thử nghiệm. Thời gian đầu, bạn vừa đi làm thuê cho một công ty du lịch để trang trải chi phí, vừa nhờ gia đình hỗ trợ thêm cho dự án. Nếu nói tài sản của các bạn trẻ khởi nghiệp có gì, thì đó là tâm huyết, ý tưởng và niềm tin tuổi trẻ. Với Ngọc Anh, vốn khởi nghiệp của bạn còn nhiều hơn các dự án khác nhờ vào sự ủng hộ của gia đình. Sự ủng hộ đó không chỉ là vật chất, mà đó còn là sự ủng hộ về tinh thần, là chỗ dựa cho Ngọc Anh vượt qua những khoảng khó khăn của buổi đầu lập nghiệp. Ngoài ra, sự thành công của một dự án khởi nghiệp còn đến từ những người cộng sự. Và đó chính là bạn Lê Hữu Trí, tốt nghiệp Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành cơ khí, hiện đang phụ trách mặt kỹ thuật của Liên Tâm, từ pha trộn nguyên liệu đến vận hành máy móc. Thì em cũng có làm thành phố thời gian, nhưng mà em bị thuyết phục bởi cái nhiệt huyết của Ngọc Anh, cũng như là cái phong trào khởi nghiệp của tỉnh hiện nay. Nó đang rất là sôi nổi, nó đang rất là phát triển. Ý tưởng độc đáo, gia đình ủng hộ, công sự hoàn hảo, mọi yếu tố ban đầu cho dự án khởi nghiệp đã đi vào vận hành ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn. Hiện nay thì trong cái quy trình sản xuất chỉ có một cái công đoạn là xay bột, nghiền bột là đang gia công ở bên ngoài, bởi vì cái để đầu tư được cái phần máy nghiền bột thì chi phí rất là lớn, và cái còn cũng cần thời gian và công nghệ rồi đầu tư cơ sở vật chất nữa thêm nữa, nên là em chưa có bắt đầu. Ước mơ lớn bắt nguồn từ ý tưởng nhỏ, từ một phụ phẩm bỏ đi là vỏ gương sen, mà nay cây sen Đồng Tháp lại tiếp tục tỏa hương thơm ngát với một dự án khởi nghiệp mới, trở thành một sản phẩm sạch thân thiện với người tiêu dùng. Tiêu điểm nóng, chưa xem tin nóng, chưa bàn điểm nóng. Tiêu điểm nóng phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên đài truyền hình thành phố Cần Thơ.